hết tiền bán chó. Mình trưa nắng còn ở đây làm gì? Kẻo ốm đó con. Mồ hôi mồ kê đầm đìa rồi này, con đi vào nhà đi. Bà ơi, cho con ngắm em một tí thôi, nhìn nó đáng yêu nhỉ. Con đặt tên nó là Bim nhé. Trời nóng quá Bim nhỉ. Tao xuống bơi một lát nha. Mày ở yên đây nghe chưa. Ê Bim ơi, nhìn này, mát lắm. À, cứu với, cứu với. Trời ơi, đứa nào đang tắm sông nguy hiểm thế kia. Con xin lỗi bà, lần sau con không thấy nữa đâu ạ. Bim ơi, cảm ơn mày. Tội nghiệp mày, nhưng đành vậy thôi chứ biết làm sao đây. Sao thế bà ơi, con Bim bị làm sao hả bà? Đợt này nhà ta khó quá, có lẽ bà phải bán con cún này đi thôi con à. Bà không được làm vậy. Con không cho đâu. Không được, con không cho Bim đi đâu hết. Nó là bạn của con mà, nó đã cứu con mà. Bà đừng bán nó đi, tội nó lắm. Nó biết ở với ai bây giờ? Con ạ, bà hiểu tình cảm của con với Bim, nhưng nhà mình giờ túng thiếu quá, phải bán nó thôi. Mà bà cháu mình sẽ tìm người giàu có để cho Bim được ở vào nhà sung sướng hơn, cũng là đỡ khổ cho nó. Lỡ người ta đem Bim về giết thịt thì sao? Yên tâm, chúng ta sẽ chỉ bán cho ai thật sự có nhu cầu mua nó về trong nhà thôi con à. Chó được bao nhiêu tháng rồi bà ơi? Hơn một năm cô ạ. Nó khỏe và nhanh nhẹn lắm. Nhìn hơi còi thì phải. May quá, bà ấy đi rồi. Nhìn bà ấy chẳng hiền tí nào. Chú chó xinh quá. Bà ơi, chú chó lớn thế này rồi mà vẫn bán sao ạ? Cháu trai tôi quý nó lắm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đành phải bán đi, thêm thắt chút tiền lo bữa thôi cô ạ. Cô đừng bán Bim đi giết thịt nhé. Cô chỉ nuôi nó trong nhà thôi nhé, vì đó là bạn thân của cháu. Này, cô tặng cháu bé cún này đó. Sao lại thế ạ? Cô đã mua Bim rồi mà. Ừ, nhưng cô thấy Bim cũng sẽ rất buồn nếu xa cháu. Coi như món quà cô tặng cháu nhé. Như thế sao được, cô ơi. Bà ơi, coi như món quà cháu tặng cậu bé. Nhìn cậu bé, cháu lại nhớ tuổi thơ của cháu. Cũng rất yêu mến những chú cún. Bà không phải bán Bim đi nữa nhé. Chúng mày ở lại ngoan nha, tạm biệt. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Con ơi, bà sẽ không bao giờ bán Bim đâu. Dắt Bim về nhà thôi con. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sun Pharma. Hai cành đào. Xin chào, bạn vui lòng cho chúng tôi xin ít phấn hoa nhé. Các bạn ông cứ tự nhiên. Ồn ào quá. Chúng tôi
tôi đến xin nhụy. Bạn vui lòng cho chúng tôi nhé. Không sao đâu, các bạn cứ lấy mật của chị em tôi thoải mái. Cảm ơn các bạn. Ở đây thích thật, không gian trong lành, cảnh vật hùng vĩ đẹp mắt. Các bạn lại rất lộng lẫy, xinh đẹp và thơm mát. Cảm ơn lời khen của bạn. Nhưng tôi đoán ở ngoài kia còn có những thứ tuyệt vời hơn chứ. Đúng vậy đấy, thế giới ngoài kia rất rộng lớn và có nhiều điều thú vị lắm. Giá mà tôi có đôi cánh như bạn để thăm thú khắp mọi nơi thì tốt biết bao. Đừng có mơ tưởng hão huyền, chỉ có biết chắc là ở ngoài kia có những thứ tuyệt vời hơn hay tệ hại hơn. Thường thì sẽ tệ hại hơn đấy. Cậu phải lạc quan lên chứ đào nhỏ. Tạm biệt các bạn đào xinh đẹp nhé. Tạm biệt. Chị ước được một lần rời khỏi đây để biết thế giới ngoài kia rộng lớn, xinh đẹp thế nào. Trời ơi, ai dẫn tôi đi đâu thế này? Trời ơi, bỏ tôi ra. Đào bé ơi, hãy bình tĩnh đã nào. Chị nghĩ họ không muốn hại chúng ta đâu. Không, em chỉ thích ở góc rừng này thôi. Đừng quá lo lắng, Đào bé. Em đừng khóc nữa, sẽ bị mất nước và khô héo đi mất. Hãy nghĩ rằng họ đang đưa chúng ta đến một nơi tuyệt đẹp nào khác đi. Bỏ ra, bỏ ra. Cho tôi về, tôi muốn về. Wow, mọi thứ thật lạ lùng, thú vị. Mình chưa bao giờ được nhìn ngắm những thứ mới mẻ thế này. Các con treo thêm dây bông mai lên cành đào cho đẹp nhé. Vâng ạ. Trời ơi, họ treo cái gì lên người tôi thế này? Bỏ ra, tránh ra. Đào bé à, chị thấy những đồ trang trí ấy cũng đẹp đấy chứ. Nó khiến chúng ta rực rỡ hơn. Những chùm dây vàng ống, đẹp quá. Đẹp quá mẹ ơi. Ừ, cành đào đẹp quá. Ngày Tết, trong nhà phải có cành đào con gái à. Những cánh hoa hồng màu nhạt, mỏng manh nhưng đầy sức sống sẽ bung nở khi mùa xuân đến. Lúc đó, cho dù người ta ở đâu cũng mong ngóng trở về sum vầy với gia đình, bên những người thân yêu nhất con à. Hóa ra mình lại có ý nghĩa lớn lao đến vậy. Tránh ra. Bỏ hết những thứ này khỏi người tôi. Trời ơi, sao trên người toàn những thứ ngớ ngẩn như thế này. Thật sảng khoái. Thật may là bà chủ lại trồng mình ở đây để có thể đón được những tia nắng xuân ấm áp. Đào bé, sao em lại ở đó? Sao lại ra nông nỗi này? Em cũng không biết tại sao em lại héo rũ dần đi. Họ nói rằng em không thể sống sót được nếu đem trồng xuống đất nữa. Đào bé ơi, có lẽ tại em khóc quá nhiều. Nếu em luôn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan và sống hết mình vì hiện tại thì có thể giờ em đã trở thành một cây đào xanh tươi trong vườn nhà rồi. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sông Bạc Mà. Câu chuyện shipper. Thôi chết, quên mất. Hôm nay là sinh nhật con gái. Alo, dạ vâng, dạ có chứ ạ. Thế chừng 30 phút nữa, tôi sẽ gặp anh ở văn phòng bên đó nha. Vâng vâng, cảm ơn anh. Sao vậy chị? Không được rồi, giờ chị phải qua gặp đối tác. Cuộc hẹn này không hoãn được, mà tối nay là sinh nhật con gái. Chị thuê shipper đi ạ, dịch vụ giao hàng đó. Nhờ họ mua quà, ghi thiệp rồi mang đến cho con gái chị là xong.
Ừ nhỉ, thế mà chị nghĩ không ra. Alo, dịch vụ chuyển hàng đó ạ. Vâng, chị yên tâm ạ. Em sẽ bọc quà xinh xắn giúp chị. Cảm ơn em, có gì em cứ giữ hóa đơn nha. Mai đưa qua văn phòng cho chị thanh toán. Cố gắng giúp chị nha. Cái này là chuẩn nhất rồi đó hả chú? Chuẩn nhất đó cậu. Chú bọc quà giùm cháu với. Với lại chú ghi hộ cháu cái hóa đơn. Cháu muốn mua gì? Dạ, dạ cháu chỉ xem thôi ạ. Biệt thự liền kề 18 lô 24. À! Con bé này đi đứng thế à? Dạ, cháu xin lỗi. Em có làm sao không? Không được rồi, em phải đến bệnh viện. Chắc bị gãy chân chứ chẳng chơi. Để anh đưa em đi. Em tên gì? Em tên Trà My. Em có số điện thoại của bố mẹ hay người thân để anh gọi cho họ đến bệnh viện đón em? Em chỉ có mẹ thôi, em không nhớ số của mẹ. Mà nếu nhớ, gọi cho mẹ em, chắc mẹ em cũng chẳng đến đâu. Mẹ em yêu công việc hơn em mà. Sao em lại nói vậy? Sao giờ shipper còn chưa mang quà qua nhỉ? Bực mình ghê, đã 8 giờ rưỡi rồi. Cô Xuân ơi, cái My nó bảo đi học thêm mà. Đi học thêm mà sao về muộn vậy? Dạ chắc hôm nay sinh nhật, nên cô chủ nán lại đi sinh nhật với các bạn luôn. Còn với cái. Alo, xin lỗi chị, chừng nửa tiếng nữa em mang quà qua cho chị nha. Em có chút việc. Cậu làm ăn cái kiểu gì đó, không có trách nhiệm gì cả. 10 phút nữa mà cậu không mang qua thì tôi hủy đơn này đó. Dạ, em ấy thế nào rồi ạ? May quá, chân chỉ bị bong gân và trầy chút da. Tôi đã băng bó lại cho cháu bé rồi. Cậu có thể đưa cháu nó về, tôi kê ít thuốc kháng sinh nữa. Dạ, bác sĩ có thể nhanh giùm cháu được không ạ? Anh đang vội lắm đúng không ạ? Anh cứ kệ em. Alo, xin lỗi chị, em thật sự là có việc, không thể đến ngay được. Chắc chắn em sẽ giao hàng trong tối nay. Alo, alo. Thôi xong, khách hủy đơn rồi. Em xin lỗi, tại em mà hỏng việc của anh. Thôi, không sao, để anh đưa em về. Để tôi ra mở cửa, chắc cái My nó về. Hôm nay phải dành một sự bất ngờ cho nó chứ. Trời ơi, con bị làm sao thế này? Dạ, con bị ngã xe. May có anh này giúp đưa con đến bệnh viện. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ con gái tôi. Mời cậu vào nhà. Dạ thôi chị, cũng muộn rồi, tôi xin phép. À, chị làm ơn cho tôi hỏi địa chỉ này. Chắc cũng gần đây. Tôi bị trễ việc giao hàng cho khách, muốn qua xin lỗi khách một câu. Khu biệt thự liền kề. Ơ, địa chỉ này là nhà tôi mà. Ơ, hóa ra. Xin lỗi vì khi nãy chị nói những điều không hay với em. Dạ không có gì ạ. Nếu đặt vào địa vị người khác thì cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Nếu chị không giận thì nhận em giúp đơn hàng này. tất nhiên, mà cậu phải giao cho người nhận chứ. À, Trà My à, chúc mừng sinh nhật em. Đây là món quà mà mẹ em đã nhờ anh chuyển cho em. Quá ha, cái đàn vĩ cầm mà em hằng ao ước. Cảm ơn mẹ, cảm ơn anh. Mẹ ơi, con có thể mời anh ấy vào dự sinh nhật con được chứ? Được chứ, mẹ đã chuẩn bị sinh nhật cho con rồi. Cafeu tăng cường tuần hoàn máu não cho một trí nhớ bền bỉ. Cafeu nhập khẩu bởi Sun Pharma. Đôi giày yêu thương. Bộ sưu tập này tôi thiết kế dành riêng cho những người không có đôi chân lành lặn với tên gọi tự tin bước đi. Chúc mừng cô đã giành giải xuất sắc của cuộc thi. Cô có thể cho tôi và những người yêu mến cô được biết cơ duyên nào cô đến với nghề thiết kế, cũng như cảm hứng để sáng tác nên bộ sưu tập vô cùng độc đáo, mới lạ như thế này không ạ? Vâng, cảm ơn các bạn đã luôn dành tình cảm cho tôi. Để có được thành công như ngày hôm nay thì đó là một câu chuyện dài. Nhưng có lẽ chính đôi giày tình yêu của ba tôi đã giúp tôi vượt qua tất cả. Thank you.
kìa, nhìn chân cô ấy đi, thật là đáng khâm phục. 2 năm trước đây, lúc đó tôi vừa là một nhà thiết kế, vừa là một người mẫu nổi tiếng, thường xuyên tham gia các show diễn thời trang, chụp ảnh quảng cáo cho tạp chí. Siêu mẫu Minh Phương, chị cho em xin chữ ký đi ạ. À, cho em nữa, chị chụp ảnh với em nha. Minh Phương, Minh Phương, Minh Phương, Minh Phương. Mình sống như thế này còn ý nghĩa gì nữa? Con gái, sao ba không để con chết đi? Con là kẻ tàn phế rồi, sống như thế này có ích gì nữa? Bà biết với con giờ mọi thứ rất khó khăn, nhưng con còn có ba bên cạnh con nữa mà. Con còn trẻ, vẫn có thể làm lại mọi thứ. Ba xem đi, liệu con có thể làm lại mọi thứ hay không? Con gái, dù thế nào thì ba vẫn mong con mạnh mẽ. Ba làm ơn, hãy cất những bức hình trên tường cho con. Ừ, ba biết rồi. Và vứt hết những đôi giày cao gót trong tủ giày của con đi. Ừ. Quà của ba dành cho con gái nè. Ba, con đã nói với ba, hãy vứt hết những đôi giày cao gót đi. Giờ, ngay cả việc đứng lên, con cũng không làm được. Con xem kỹ nè, đây là một đôi giày đặc biệt ba làm riêng cho con gái, vì ba mong con có thể đứng lên thêm lần nữa. Nào, để ba giúp con, mạnh mẽ lên, mới đầu sẽ hơi đau một chút con ạ. Ba ơi, con đứng lên được rồi. Chính tình yêu thương của ba đã giúp tôi vực dậy tiếp tục theo đuổi ngành thiết kế thời trang. Với bộ sưu tập này, tôi muốn nhắn gửi đến những người kém may mắn như tôi rằng khi bạn có niềm tin vào cuộc sống, thì dù bạn đi trên con đường nào, bạn cũng sẽ chiến thắng. Minh Phương! Minh Phương! Minh Phương! Minh Phương! Cuộc chiến ngoài hiên. Tối nay về chúng sẽ thơm mùi nắng. Con thích những chiếc áo thơm thơm. Đúng rồi, bát đũa cũng sẽ khô cong. Nếu chúng khô không kịp thì sao hả mẹ? Mình vẫn còn đồ dùng khác ở trong nhà mà, con không cần lo. Vào chuẩn bị đi học đi con. Dạ. Các cậu ơi, nắng không tới chỗ mình. Nếu chúng ta không khô kịp, chúng ta sẽ không được dùng trong buổi chiều nay. Làm sao bây giờ? Nhìn kìa, nếu chúng ta lăn về phía đó, chúng ta sẽ được tắm nắng. Ừ, đúng rồi, chúng ta lăn ra đó đi. Nhanh lên các cậu, phải ra chỗ nắng thôi. Những chiếc áo kia, tại sao các người cướp mất ánh nắng của chúng tôi? Ánh nắng nào là của các anh? Ánh nắng của tất cả mọi người. Vậy sao các anh không dẹp vào và để phần nắng cho chúng tôi? Không được, dẹp vào thì lấy đâu ra nắng để hong khô chúng tôi? Chúng ta lăn ra sát hàng rào đi. Các anh thật quá đáng. Chúng tôi đã lăn ra đến đây rồi mà các anh còn đuổi theo, dành cho bằng hết ánh nắng. Chúng
tôi đuổi theo ánh nắng, không đuổi theo các anh. Sao các anh không đuổi hẳn ra khỏi hàng rào ấy, đứng đây chờ chúng tôi làm gì? Làm gì có gì để chúng tôi bám mà ra khỏi hàng rào. Các anh có thể chia nhau những phần ánh nắng lọt qua khe hàng rào. Tôi nghĩ chúng đủ với các anh rồi. Hoặc các anh có thể ra ngoài đường, nơi đó đầy nắng và lũ trẻ ưa đá mọi thứ có thể vỡ được. Dầu sao như thế cũng hợp với các anh hơn. Các anh đang làm trò gì thế? Chúng tôi sẽ chiếm lấy chỗ của các anh. Thật đáng đời cho những kẻ không biết lượng sức mình. Nào, chúng ta hãy tận hưởng ánh nắng của riêng chúng ta. Hoan hô! Tôi bị dính bụng. Tôi bận quá. Trời ơi, sao lại thế này? Giá mà chúng ta không đánh nhau, tuy mỗi bên chưa khô, nhưng chỉ cần phơi thêm một ngày là được dùng lại bình thường. Giờ thì không biết đến bao giờ mới được bà chủ động tới nữa. Đúng đấy, chúng ta thật quá ngốc nghếch. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.